Cô mến chào các em học sinh lớp 9. Trong tiết học ngày hôm nay, trước khi vào bài mới, cô và các em hãy cùng ôn lại một số kiến thức trọng tâm của bài học cũ thông qua phần sửa bài kiểm tra 15 phút các em nhé. Ở bài kiểm tra 15 phút ở tuần rồi, chúng ta có 10 câu trắc nghiệm. Câu thứ nhất có nội dung như sau. Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất khi nói về dòng điện có mang năng lượng. Như các em đã biết, dòng điện qua quạt điện làm quạt quay. Ta nói dòng điện thực hiện công. Dòng điện qua ấm điện làm cho ấm điện và nước trong ấm nóng lên. Ta nói dòng điện đã cung cấp nhiệt lượng cho ấm và nước. Ngoài ra, khi dòng điện qua máy sấy tóc, dòng điện làm cho động cơ trong máy sấy tóc quay. Đồng thời, bộ phận làm nóng trong máy sấy tóc cũng được nóng lên. Nhờ vậy mà khi máy sấy tóc hoạt động, máy sẽ thổi ra một luồng khí nóng. Khi đó, dòng điện đã vừa thực hiện công, vừa cung cấp nhiệt lượng cho máy sấy tóc. Nói đến đây, chắc rằng các em đã có thể chọn được câu đáp án đúng nhất rồi, đúng không các em? Như vậy, dòng điện có mang năng lượng vì dòng điện có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng cho các dụng cụ và thiết bị điện. Vậy đáp án mà chúng ta sẽ chọn ở câu 1 đó là đáp án A. Tiếp tục ở câu thứ 2. Ta đã biết dòng điện có mang năng lượng. Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng. Vậy điện năng là gì? Điện năng là năng lượng của dòng điện. Vậy ở câu 2 chúng ta chọn đáp án C. Điện năng là năng lượng của dòng điện. Tiếp tục ở câu thứ 3. Ở bài học vừa rồi, chúng ta cũng đã tìm hiểu hoạt động của một số dụng cụ điện khi có dòng điện chạy qua. Cụ thể, dòng điện qua quạt điện làm quạt quay. Điện năng đã biến đổi thành cơ năng. Dòng điện qua ấm điện cung cấp nhiệt lượng cho ấm nên ấm và nước trong ấm nóng lên. Điện năng đã biến đổi thành nhiệt năng. Dòng điện qua các loại bóng đèn làm cho đèn phát sáng. Điện năng đã biến đổi thành năng lượng ánh sáng. Như vậy, chúng ta thấy rằng điện năng có thể biến đổi thành cơ năng, nhiệt năng, năng lượng ánh sáng. Vậy, điện năng không thể biến đổi thành năng lượng nguyên tử. Nội dung này, khi nói về năng lượng nguyên tử, thì chúng ta sẽ được học ở bậc học cao hơn các em nha. Tiếp tục ở câu hỏi thứ 4. Chọn phát biểu đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện dưới đây. Và trong câu hỏi thứ 4 đề cập đến các dụng cụ gồm có đèn LED dùng để thắp sáng, nồi cơm điện dùng để nấu chín cơm phục vụ cho bữa ăn gia đình chúng ta hàng ngày, quạt điện khi quạt quay thì sẽ tạo ra gió mát, máy bơm nước khi hoạt động sẽ hút bơm đưa nước từ thấp lên cao hoặc từ nơi này đến nơi khác. Vậy đáp án nào là đáp án đúng nói về sự chuyển hóa năng lượng trong các hoạt động của dụng cụ điện? A, B, C hay D? Để dễ dàng chọn lựa đáp án, cô có thêm một gợi ý cho các em. Các dụng cụ này được gọi là dụng cụ điện. Như vậy, khi các dụng cụ này hoạt động, phải có sự chuyển hóa từ điện năng thành các dạng năng lượng khác thì mới đúng. Vậy, chúng ta đọc kỹ lại 4 đáp án
Và chúng ta nhận thấy rằng chỉ có đáp án C khi nói về hoạt động của quạt điện, thì điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng, thì đây là đáp án đúng. Còn ở đáp án, các đáp án còn lại, cô ví dụ như là đáp án A, khi đèn led hoạt động, quang năng biến đổi thành nhiệt năng. À, phần này là sai, đúng không em? Khi hoạt động thì trong hoạt động của đèn led, các em đã biết rằng dòng điện qua đèn, điện năng biến đổi thành năng lượng ánh sáng và nhiệt năng. Đó mới là câu đáp án đúng. À, như vậy sau phần phân tích của cô thì chúng ta sẽ thống nhất chọn đáp án cho câu 4 là đáp án C. Tiếp tục ở câu 5, đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng? À, để trả lời câu hỏi này thì chúng ta chỉ cần nhớ lại công của dòng điện hay điện năng sử dụng có các đơn vị nào? À, chúng ta đã biết gồm có các đơn vị, đó là đơn vị joule, đơn vị kWh, đơn vị số đếm của công tơ điện. Vậy đơn vị không phải là đơn vị của điện năng trong câu 5 chính là đơn vị Newton. Và chắc các em cũng còn nhớ Newton là đơn vị của đại lượng lực, các loại lực, ví dụ như là lực kéo, lực đẩy, lực ma sát, vân vân, đúng không các em? Tiếp tục chúng ta cùng nhau sửa câu số 6. Điện năng được đo bằng dụng cụ nào dưới đây? Câu này thì cũng không làm khó các em được, vì các em chắc còn nhớ một cái dụng cụ đo điện năng là một dụng cụ rất quen thuộc trong gia đình chúng ta, đó là công tơ điện. Tức là điện năng được đo bằng công tơ điện. Sang câu số 7, số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết điều gì? Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết điện năng mà gia đình đã sử dụng. Vậy đáp án chúng ta chọn lựa đó là câu 7C. Nội dung câu 8 cho chúng ta thông tin một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ Y và công suất điện của nó là P. Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong thời gian T được tính theo công thức nào dưới đây? Về công thức tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ, cũng chính là công thức tính công của dòng điện sinh ra trong đoạn mạch, thì chúng ta có hai công thức. Công thức thứ nhất là A bằng P nhân T, và công thức thứ hai là A bằng U nhân Y nhân T. Chúng ta đọc qua bốn đáp án A, B, C, D, và chúng ta chắc rằng đã nhận ra được công thức để tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ, đó là công thức ở đáp án D, A bằng U nhân Y nhân T. Tiếp tục ở câu số 9, câu 9 là một cái câu trắc nghiệm định lượng đơn giản. Và để chọn được đáp án cho cái câu 9 thì khi làm bài thì các em cần phải chuẩn bị một tờ giấy nháp hoặc là một vở ghi để chúng ta làm ở cái phần giải tự luận trước. Sau khi có đáp án rồi thì chúng ta sẽ so dò và để chọn ra cái đáp án trắc nghiệm. Về phương pháp giải thì cô cũng đã hướng dẫn các em. Chúng ta đọc đề và có phần tóm tắt như sau. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế, ta ghi tóm tắt là U bằng 220V, thì dòng điện chạy qua nó có cường độ, ta ghi vào phần tóm tắt là Y bằng 0,5A. Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 2 giờ, thời gian T là 2 giờ. Và muốn xác định được về cái phương pháp giải bài toán này thì chúng ta cần xem qua 4 đáp án.
Thì các đáp án đưa ra một cái giá trị chung là 792.000, nhưng có các cái đơn vị kèm theo là khác nhau. Vậy chúng ta cùng xem xét ở cái đáp án A, 792.000 joule. Muốn kết quả ra đơn vị là joule thì thời gian chúng ta phải đổi từ đơn vị giờ ra đơn vị giây bằng cách lấy số đề bài cho là 2, 2 giờ đổi ra giây ta nhân cho 3600. Và chúng ta có được cái kết quả về thời gian theo đơn vị giây là 7200 giây. Và về chọn công thức thì dựa vào đề bài cho, chúng ta sẽ chọn công thức tính điện năng mỗi ánh đèn tiêu thụ là công thức A bằng U nhân Y nhân T. Lần lượt thế các giá trị đề bài cho vào biểu thức, dùng máy tính cầm tay tính toán và chúng ta có được kết quả là 792.000 joule. Và nếu kết quả này được viết theo đơn vị kilojoule thì cô mở rộng thêm cho các em. Vì 1 kilojoule bằng 1.000 joule nên A bằng 792.000 joule, còn có thể viết là 792 kilojoule. Vậy đáp án mà chúng ta sẽ chọn trong câu số 9 đó là đáp án A, đúng không em? Và câu cuối cùng đó là câu 10. Thì câu 10 cũng là một cái câu trắc nghiệm định lượng đơn giản. Chúng ta cũng sẽ giải theo cái phương pháp mà cô đã hướng dẫn ở câu 9. Đề bài cho một ấm điện loại 220V 1100W. Thì như chúng ta đã biết, các số ghi trên ấm điện gồm hai số ghi. Số ghi thứ nhất chính là hiệu điện thế định mức của ấm điện, U định mức bằng 220V. Số ghi thứ hai là công suất định mức của ấm điện. Công suất định mức thì chúng ta ký hiệu là P định mức là 1100W. Ấm này được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước. Vậy hiệu điện thế sử dụng là U bằng 220V. Điện năng mà ấm điện tiêu thụ trong 2 giờ theo đơn vị kWh giờ là. Như vậy, với yêu cầu của câu 10 thì thời gian T là 2 giờ, chúng ta để nguyên không cần đổi ra đơn vị giây. Và vì ấm điện đã được mắc vào hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức là 220V nên công suất tiêu thụ điện của ấm điện lúc này đạt định mức là 1100W. Và muốn kết quả tính điện năng tiêu thụ của ấm điện ra theo đơn vị kWh giờ thì công suất tiêu thụ của ấm điện chúng ta phải tính theo đơn vị kWh. 1100W muốn đổi ra kWh, chúng ta lấy số đề bài cho chia cho 1000. Như vậy chúng ta có kết quả là 1,1 kWh. Về công thức, chúng ta sẽ chọn công thức là A bằng P nhân T. Lần lượt thế các giá trị đề bài cho vào công thức, dùng máy tính cầm tay tính toán, chúng ta có được kết quả là A bằng 2,2 kWh. Vậy đáp án mà chúng ta chọn ở câu 10 là đúng rồi, câu 10D em nhé. Như vậy, phần sửa bài kiểm tra 15 phút của cô cũng là để ôn lại cho các em các nội dung trọng tâm của chủ đề vừa rồi. Đó là chủ đề về điện năng công của dòng điện. Thì chúng ta đã thấy khi các dụng cụ điện hoạt động, điện năng biến đổi thành các dạng năng lượng khác. Ví dụ như năng lượng ánh sáng, nhiệt năng, rồi cơ năng. Và một dạng năng lượng thường được biến đổi từ điện năng trong các hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện, đó là nhiệt năng. Dòng điện chạy qua vật dẫn thường gây ra tác dụng nhiệt.
Vậy nhiệt lượng tỏa ra khi đó phụ thuộc vào các yếu tố nào? Và tại sao cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, nhưng dây nối với bóng đèn thì hầu như không nóng lên? Để có thể trả lời được các câu hỏi vừa nêu ra, các em hãy cùng cô tiếp tục tìm hiểu chủ đề bài học ngày hôm nay, định luật Joule-Lenz. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu vào bài mới các em nhé. Ở phần 1 La Mã, các em hãy cùng cô tìm hiểu về trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Một nhỏ, tìm hiểu về trường hợp một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng. Ở câu A nhỏ, yêu cầu các em hãy kể tên ba dụng cụ biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành năng lượng ánh sáng. Để thực hiện được yêu cầu này, cô có một gợi ý. Ở câu A, muốn các em hãy tìm ra các dụng cụ mà khi hoạt động thì điện năng biến đổi chỉ một phần ít thành nhiệt năng, còn phần còn lại thì đa số sẽ biến đổi thành năng lượng ánh sáng. Các em lưu ý về cái câu hỏi ở phần A các em nhé. Các em đã tìm ra tên các dụng cụ này chưa nào? Cô có gợi ý đến các em các dụng cụ sau đây. Đó là đèn LED, đèn compact và màn hình TV. Các dụng cụ này khi hoạt động thì điện năng biến đổi phần lớn là thành năng lượng ánh sáng. Chỉ có một phần nhỏ là điện năng biến đổi thành nhiệt năng mà thôi. Tiếp tục ở phần B. Câu B yêu cầu các em hãy kể tên ba dụng cụ biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành cơ năng. Với yêu cầu này chắc hẳn là các em dễ dàng tìm ra tên của ba dụng cụ rồi, đúng không các em? Đó chính là máy bơm nước, quạt điện và máy khoan. Khi dòng điện qua các dụng cụ điện này thì phần lớn điện năng đã biến đổi thành cơ năng, giúp cho các dụng cụ hoạt động. Chỉ có một phần ít điện năng biến đổi thành nhiệt năng làm nóng dụng cụ. Và ở phần 2 nhỏ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường hợp toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng. Các em hãy kể tên 3 dụng cụ có thể biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng. Tức là khi các dụng cụ này hoạt động thì dòng điện qua các dụng cụ chủ yếu là cung cấp nhiệt lượng cho các dụng cụ và làm cho nó nóng lên. Chúng ta có các dụng cụ sau đây. Đó là ấm điện, bàn là điện và bếp điện. Ở các dụng cụ này thì khi có dòng điện chạy qua, có thể xem như toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Còn phần năng lượng làm cho đèn tín hiệu trên các dụng cụ sáng lên có thể xem là rất nhỏ, có thể bỏ qua. Các em lưu ý điều này nhé.
Và trong tiết học ngày nay, cô và các em sẽ tập trung tìm hiểu về các dụng cụ điện mà khi hoạt động thì toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng. Về cấu tạo, cô thông tin thêm đến các em một nội dung như sau. Các dụng cụ điện biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng có bộ phận chính là một đoạn dây dẫn, thường làm bằng hợp kim, nickelin hoặc constantan. Và bây giờ, chúng ta hãy so sánh điện trở suất của các dây dẫn hợp kim này với các dây dẫn bằng đồng các em nhé. Các em thân mến, ở chủ đề tìm hiểu về sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố làm dây dẫn, thì chúng ta đã biết rằng điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Và đại lượng đặc trưng cho sự khác nhau của các vật liệu đó là điện trở suất. Và trên slide trình chiếu, cô đang giới thiệu các em một bản ghi điện trở suất của các vật liệu đó là đồng, nickelin và constantan. Để so sánh điện trở suất của hợp kim và đồng thì chúng ta thực hiện một phép tính như sau. Ví dụ, muốn so sánh điện trở suất của nickelin so với đồng thì các em sẽ lập tỷ số giữa điện trở suất của nickelin và đồng. Lập tỷ số tức là chúng ta làm phép tính chia các em nha. Và tương tự như vậy, muốn so sánh điện trở suất của constantan và đồng thì chúng ta lập tỷ số về giá trị điện trở suất của constantan và điện trở suất của đồng. Kết quả cô có được như sau. Về điện trở suất thì nickelin có điện trở suất lớn gấp 23,5 lần so với điện trở suất của đồng. Constantan có điện trở suất lớn gấp 29,4 lần so với điện trở suất của đồng. Còn giữa hợp kim constantan và hợp kim nickelin thì điện trở suất của hai cái vật liệu này chúng ta thấy là gấp 1,25 lần và có thể xem như là gần bằng nhau. Constantan có điện trở suất gấp 1,25 lần so với nickelin, tức là sắp xỉ gần bằng nhau. Như vậy, một điều mà các em lưu ý giúp cô ở nội dung này đó là bộ phận chính của các dụng cụ mà khi hoạt động có gần như toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng thì bộ phận chính của các dụng cụ này thường làm bằng vật liệu có điện trở suất rất lớn so với điện trở suất của đồng. Và vì sao phải cần có cái sự cấu tạo về vật liệu như vậy thì cô và các em cùng tìm hiểu tiếp ở phần 2 la mã các em nha. Ở phần 2 la mã, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một định luật rất quan trọng trong chương 1 điện học, đó là định luật Joule-Lenz. Ở phần 1 nhỏ, cô giới thiệu đến các em hệ thức của định luật. Hệ thức của định luật Joule-Lenz được viết như sau: Q bằng Y bình phương nhân R nhân T. Trong đó, các em lưu ý Y là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, có đơn vị là ampere, ký hiệu là A. R là điện trở của dây dẫn, có đơn vị là ohm, ký hiệu là omega. T nhỏ là thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn, đơn vị là giây, ký hiệu là chữ S. Và Q là nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn, đơn vị là joule, ký hiệu là chữ C.
Và một điều cô lưu ý với em, nếu ta đo nhiệt lượng Q bằng đơn vị calo, đơn vị calo viết tắt là CAL, thì hệ thức của định luật Joule-Lenz khi đó sẽ được viết là Q bằng 0,24 nhân Y bình phương nhân R nhân T. Vì sao chúng ta có biểu thức khi tính Q theo đơn vị calo là biểu thức này? Đó là vì giữa đơn vị calo và đơn vị joule có mối liên hệ như sau: 1 calo bằng 0,24 joule. Nên từ biểu thức tính nhiệt lượng theo đơn vị joule, để có biểu thức tính nhiệt lượng theo đơn vị calo, chúng ta nhân thêm 0,24 kèm nha. Ở phần số 2 nhỏ, phát biểu định luật, cô giới thiệu đến các em mối quan hệ giữa Q, Y, R và T đã được nhà vật lý người Anh ông Joule và nhà vật lý người Nga ông Lenz đã độc lập tìm ra bằng thực nghiệm và được phát biểu thành định luật mang tên hai ông. Và chúng ta đang nhìn thấy ở bên trái là chân dung của ông Joule và bên phải là chân dung của nhà vật lý ông Lenz. Từ hệ thức của định luật Q bằng Y bình phương nhân R nhân T, ta có phát biểu như sau: nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua, tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Cô có nội dung mở rộng cho các em như sau: từ hệ thức của định luật Joule-Lenz, Q bằng Y bình phương nhân R nhân T, cô đặt là biểu thức số 1. Vận dụng công thức định luật ôm Y bằng U chia R vào biểu thức 1, ta có Q bằng Y bình phương, chúng ta sẽ thế bằng U bình phương chia cho R bình phương và tiếp tục nhân cho R và T. Rút gọn R ở tử và R bình phương ở mẫu của biểu thức, chúng ta có kết quả Q bằng U bình phương nhân T chia R. Và cô đặt biểu thức này là biểu thức số 2. Và với R bằng U chia Y là công thức để tính điện trở, cô thế biểu thức R bằng U chia Y vào biểu thức 1. Ta có Q bằng Y bình phương, cô để nguyên, R cô thế bằng U chia Y và nhân tiếp T. Chúng ta rút gọn Y bình phương ở tử và Y ở mẫu, kết quả chúng ta có được công thức Q bằng U nhân Y nhân T. Và biểu thức này cô đặt là biểu thức số 3. Như vậy, khi muốn tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn thì chúng ta có thể sử dụng một trong các biểu thức: Q bằng Y bình phương nhân R nhân T, Q bằng U bình phương nhân T chia R, hoặc Q bằng U nhân Y nhân T. Cô lưu ý với các em, chúng ta có 3 công thức để tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn hoặc là trên các cái dụng cụ dùng điện mà khi hoạt động có toàn bộ điện năng biến đổi thành điện năng. Nhưng khi nói về hệ thức của định luật Joule-Lenz thì chúng ta chỉ viết một hệ thức, đó là hệ thức Q bằng Y bình phương nhân R nhân T. Các em lưu ý điều này nhé. Và để củng cố các kiến thức mà các em đã được học ở phần 1 và 2 La Mã,
Chúng ta hãy cùng thực hiện phần ba la mã vận dụng. Ở câu C4 có nội dung như sau: tại sao cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, nhưng dây nối với bóng đèn thì hầu như không nóng lên? Và đây các em quan sát hình ảnh một dây tóc, một đèn dây tóc đang nóng lên ở nhiệt độ cao. Đây là phần dây tóc của bóng đèn, còn phía trên này là phần dây nối từ bóng đèn đến nguồn điện. Các em nhé. Và để giải thích được cái câu hỏi này, chúng ta lưu ý, như các em đã biết, dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn và dây nối đều có cùng cường độ vì chúng được mắc nối tiếp nhau. Theo định luật Joule-Lenz, ta có nhiệt lượng tỏa ra ở dây tóc và ở dây nối tỷ lệ thuận với điện trở của từng đoạn dây theo công thức Q bằng Y bình phương nhân R nhân T. Dây tóc có điện trở lớn nên nhiệt lượng tỏa ra nhiều. Do đó, dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng. Còn dây nối có điện trở nhỏ nên nhiệt lượng tỏa ra ít và truyền phần lớn cho môi trường xung quanh. Do đó, dây nối hầu như không nóng lên. Và dây nối sẽ có nhiệt độ gần như bằng nhiệt độ của môi trường. Ở nội dung này, đã giải thích được vì sao bộ phận chính của các dụng cụ biến đổi điện năng toàn bộ thành nhiệt năng cần phải làm bằng vật liệu có điện trở suất lớn. Vì như ta biết, điện trở của các vật dẫn điện được tính theo công thức R bằng rho nhân L chia F. Vậy khi các vật dẫn có điện trở suất càng lớn thì điện trở của nó cũng sẽ lớn. Trở lại vấn đề chúng ta đang phân tích, vì dây tóc đèn thường được làm bằng von Farm có điện trở suất lớn nên cũng có điện trở lớn, nên là cái nhiệt lượng tỏa ra trên cái dây tóc bóng đèn cũng sẽ nhiều hơn, làm cho dây tóc nóng đến nhiệt độ cao và phát sáng. Còn các dây nối thì các em biết có lõi thường làm bằng đồng, có điện trở suất nhỏ nên cũng sẽ có điện trở nhỏ. Vì vậy mà nhiệt lượng tỏa ra ít và truyền phần lớn cho môi trường xung quanh như phần giải thích của cô vừa giới thiệu đến các em. Ở phần vận dụng tiếp theo, các em hãy cùng cô giải một bài tập định lượng đơn giản. Đề bài có nội dung như sau. Chúng ta cũng vừa đọc qua đề bài, vừa tóm tắt đề bài các em nha. Cho dòng điện có cường độ 5A, ta tóm tắt Y bằng 5A, chạy qua một bàn là có điện trở 22 ôm, ta ghi tóm tắt R bằng 22 ôm, trong thời gian T là 10 phút. Đơn vị thời gian là đơn vị giây, nên từ phút muốn đổi ra giây, chúng ta nhân giá trị đề bài cho 60, vì 1 phút là bằng 60 giây, vậy 10 phút là 600 giây. Tính nhiệt lượng mà bằng là tỏa ra theo đơn vị Joule và đơn vị calo. Ở phần bài giải, chúng ta đầu tiên sẽ tìm nhiệt lượng mà bằng là tỏa ra theo đơn vị Joule. Vận dụng hệ thức định luật Joule-Lenz, Q bằng Y bình phương nhân R nhân T. Lần lượt thế các giá trị đề bài cho vào biểu thức. Dùng máy tính cầm tay tính toán, chúng ta có được nhiệt lượng mà bằng là tỏa ra theo đơn vị Joule là 330.000 Joule. Và để tính nhiệt lượng bằng là tỏa ra theo đơn vị calo thì chúng ta
lấy kết quả tính nhiệt lượng theo đơn vị Joule nhân thêm 0,24. Và đáp án mà chúng ta có được là 79.200 calo. Bài tập vận dụng vừa rồi cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Sau khi xem xong video bài giảng, các em sẽ làm bài tập điểm danh trong link Google Form mà thầy cô đã gửi đến các em. Ở nhà thì các em cũng nên dành thời gian để làm thêm một số bài tập của chủ đề vừa học trong sách bài tập, và để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ 1 ở tuần 11 sắp tới thì các em nên ôn lại tất cả các chủ đề đã học để chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra giữa kỳ 1 sắp tới các em nha. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em sức khỏe và học tốt. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại.